Chào các bạn. Hôm nay mà các bạn đến với câu lạc bộ võ thuật Tuyết Mai Fighter ở thành phố Long Xuyên, An Giang và gặp gỡ nhà vô địch SEA Games 31 môn võ kickboxing. Đó là bạn Huỳnh Thị Kim Vàng, một vận động viên nhỏ nhắn nhưng rất tài năng của thể thao tỉnh nhà An Giang. Trái ngược với hình ảnh một vận động viên Kim Vàng mạnh mẽ và dũng mãnh trên sàn thi đấu, thì Kim Vàng ở ngoài là một cô gái có giọng nói rất là nhẹ nhàng, đặc biệt rất là xinh xắn và nữ tính. Chào em. Dạ, chào ạ. Em là quê ở đâu ở An Giang anh? Dạ, em ở Tân Biên. Em là quen với võ thuật là khi nào vậy? Dạ, em đồng quen với võ thuật từ khi em học cuối năm lớp 9. Là em học phong trào. Xong sau đó thì em được gọi tập trung đội tuyển vào tháng 7, 2012. Lúc trước là em học môn võ gì? Dạ, trước đó em lên đội tuyển là em tập môn Pencasilat. Sau tập Silat được khoảng 2 năm thì em có làm quen với Muay Thái, rồi xong em thi đấu, rồi em mới lại làm quen với lại môn kickboxing. Em thi đấu kickboxing Muay Thái, rồi sau đó thì em có đánh Jiu-Jitsu và võ cổ truyền. Cái chức vô địch SEA Games vừa rồi là danh hiệu quốc tế đầu tiên của em đó. Dạ đúng rồi, huy chương SEA Games vừa rồi là cái huy chương đầu tiên của em. Còn trong nước á, lúc trước tới giờ thì mình có những thành tích đáng kể nào không em? Dạ, thì trong nước thì em có huy chương vàng quốc gia, kickboxing, võ cổ truyền. Dạ. Anh đọc báo á, thấy em có nói là huy chương này anh tặng cho hai người chị á. Dạ, chia sẻ thì cái huy chương này trước khi em thi đấu thì hai người chị em không ai bị nhiễm Covid mắc. Rồi đó có ảnh hưởng gì tới tinh thần? Đó là lúc đó thì em định là có ý định là rời khỏi đội tuyển, nhưng mà ban huấn luyện ở An Giang và ban huấn luyện đội tuyển đã động viên em để tiếp tục tập luyện và thi đấu. Sắp tới mình có thi đấu giải gì nữa không em? Dạ, cái này chưa biết hả? Chưa. Là năm sau thì có SEA Games nữa rồi. Dạ, năm sau SEA Games ở Cam. Thấy em tập võ mà nhìn rất là nữ tính. Dạ. Em có đôi điều nhắn nhủ với mấy bạn đam mê võ thuật, nhất là mấy bạn nữ không? Dạ. Thì các bạn nữ thì đam mê thì các bạn cứ hãy sống cái đam mê của mình, giống như mình cứ tập võ thì lúc mà mình tập luyện thì mình mạnh mẽ thôi, nhưng mà cởi bỏ bộ đồ thi đấu của mình ra thì mình rất là nữ tính. Khi là khi mình đi chơi thì mình cũng các bạn nhìn vô thì mọi người sẽ không biết mình tập võ. Đúng rồi, nãy anh bước vô anh nhìn đâu cũng không ra luôn. Đây nè, nhìn rất là nữ tính nha. Chúc em sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tương lai nha. Dạ, cảm ơn. Các bạn ở Long Xuyên nếu có đam mê với bộ môn võ thuật kickboxing, Muay Thái hay boxing thì có thể đăng ký tập luyện tại câu lạc bộ Tuyết Mai Fighter nha. Tuyết Mai cũng từng là vận động viên xuất sắc của võ thuật An Giang và Việt Nam, từng giành huy chương vàng SEA Games môn võ Muay Thái, huy chương đồng môn boxing, nhiều huy chương vàng châu Á và thế giới ở môn võ cổ truyền. Bam 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 b